Câu hỏi về bệnh viêm bàng quang khó tiểu. Một năm con bị vài lần, con đã đi bệnh viện rất nhiều lần. Khi uống thuốc xong thì đi được một thời gian rồi bị tiểu gắt, lại đi uống thuốc nhiều nên bị hội chứng dạ dày tá tràng, nên làm như thế nào? Thì cái vấn đề này cũng thế. Ok, cái bàng quang và cái thận nó có liên quan mật thiết với nhau. Tức là cái vấn đề mà tiểu gắt, bí tiểu, nó có thể cái nguyên nhân căn bản từ bên trong, tức là do nó bị sỏi sạn, bị kết tủa, nó làm bí tắc cái đường tiểu của mình, hay thậm chí khi mà cái sỏi nó tan ra, nó đem nó làm cách dày xước cái niệu đạo, tức là các ống dẫn tiểu. Đối riêng với phụ nữ nữa thì nó có thể nó có cái nguyên nhân từ bên ngoài vào, tức là chúng ta không có vệ sinh sạch sẽ cái phần phụ của mình sau cái chu kỳ kinh nguyệt, hay là khi chúng ta giao phối, hay là trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta ở những nơi ẩm thấp quá, nó có vi nấm, vi sinh từ ở dưới âm đạo đi lên. Vậy thì cái nguyên nhân bên ngoài nó chỉ là phụ thôi, cái nguyên nhân bên trong mới là chủ yếu. Khi cơ thể của mình mà nó bị axit hóa thì tất cả những cái múi khoáng nó sẽ bị kết tủa lại thành ra sỏi sạn. Khi cơ thể của mình bị axit hóa thì hệ miễn dịch của mình nó sẽ yếu đi. Vậy thì những con vi khuẩn trong chính cơ thể của mình nó sẽ phát triển. Khi cơ thể mình bị axit hóa thì hệ miễn dịch của mình nó suy yếu, thì nó sẽ không thay đổi, điều chỉnh và chống đỡ được những cái tác nhân từ bên trong đến bên ngoài. Okay. Vậy thì khi mà mình càng dùng kháng sinh, tức là mình đã không trị cái gốc bệnh, mình bị cái ngọn nó tạo ra hết tất cả những cái triệu chứng đau nhức nhiễm trùng, mình lại càng sử dụng kháng sinh thì mình lại càng làm rối loạn cái sinh lý, rối loạn cái hệ vi sinh, đường tiêu hóa, đường ruột của mình, thì nó lại càng rối hơn nữa. Ngay lúc mình dùng thuốc thì nó chỉ tạm được một tí xíu thôi, sau đó thì nó sẽ lại càng rối hơn và chúng ta cứ đi vào cái vòng luẩn quẩn. 2 3 tháng nó tái trở lại, 2 3 tháng nó tái trở lại. Vậy thì mình phải tập lắng nghe cơ thể của mình và giải quyết tận gốc. Đấy. Từ thức ăn, thức uống cho đến cách vận động, tập luyện, sinh hoạt cho đến cái tinh thần của mình, phải làm sao cho nó đúng đắn, tích cực, để nó làm cho cái máu của mình nói riêng và toàn thể nội dịch ở bên trong của mình nói chung nó được kiềm hóa lên. Khi nó kiềm hóa thì nó sẽ không kết tủa lại. Khi nó kiềm hóa lên thì nó sẽ gia tăng cái hệ miễn dịch của mình. Đó, thì đó là cái cách mà để chúng ta điều trị, chứ không phải chỉ có châm vào cái ngọn của cái bệnh và xử lý cái ngọn thì nó rất là nguy.